ta thật không phải là tiên nhị đại minh nguyệt địa thượng xương ta là tiên nhị đại. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, ta là một cái tiên nhị đại, mà lại hẳn là nghiêu bức nhất tiên nhị đại. Bởi vì ta cha nghiêu bức nhất, hắn là trung ương tinh vực chủ thế giới hồng mông đại lục chúng tiên chi đế. Mà ta, là cái con một, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, vũ trụ đệ nhất tiên nhị đại, ta gọi an bất lãng họ An, tên Bất Lãng. Bất Lãng bằng không có gợn sóng, về phần tại sao đường đường tiên đế chi tử, lại có cái như vậy áp chế danh tự, việc này nhắc tới cũng đơn giản. Cha ta lấy tên thời điểm, kỳ thật đi qua thời gian rất lâu nghĩ sâu tính kỹ. Hắn thôi diễn một phen đại vũ trụ tiến trình, hồng hoang diễn hóa, kết hợp âm dương ngũ hành bát quái, nhìn trộm không cũng biết chi thiên mệnh, rốt cục nghĩ đến một câu chân ngôn. Ổn định, bất lãng có thể thắng cứ như vậy, ta thật không phải là tiên nhị đại minh nguyệt địa thượng xương anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Hồng mông đại lục thương lam quốc bạch hổ vùng hoang vu. Gió mạnh gào thét có chỉnh tề tiếng bước chân chấn động đến mặt đất đất cát run dày. 300 tên người mặc đen nhánh khắc nghiệt giáp trụ binh sĩ ngay tại vùng hoang vu nhanh chóng tiến lên đội ngũ chỉnh tề ở giữa, có bốn cái khinh công đến cao thủ chính dơ lên một cái trang trí hoa lệ cỗ kiệu, tại đường núi gập ghềnh bên trên như dẫm trên đất bằng. Đột nhiên, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Ẩm ầm cự kiếm đập xuống tại binh sĩ đội ngũ đại địa bên trên, đá vụn bay tán loạn, mặt đất một trận rung động kịch liệt. Có địch tập, nhanh bảo hộ công chúa ba trăm tên lính giống giận rút ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn cái giơ lên cỗ kiệu cao thủ ánh mắt trầm xuống nhao nhao rút ra bội kiếm bên hông cả người khoác trên vai ra hồ áo khoác trắng kiện thân ảnh như chuồn chuồn lướt nước rơi vào bên trên cự kiếm hai tay ôm ngực tư thái ngạo nghễ nhìn qua trước người mấy trăm tên binh sĩ thanh âm hùng hồn nói Cờ hồng tuyết, có người muốn mua mệnh của ngươi, kiệu hoa rèm bị một đôi tuyết trắng ngọc thủ sốc lên. Một bộ áo đỏ, bộ dáng đoan trang bên trong lộ ra một cỗ không nói được yêu mị nữ tử, dáng vẻ yêu nhã theo kiệu hoa bên trong đi ra. Nàng mắt phượng diễm liễm, môi như điểm anh, nhìn quanh ở giữa phảng phất có thể câu tâm thần người, tóc xanh khoác trên vai lạc bên hông, dùng một đầu hiện ra nhàn nhạt quang huy dây của tóc buộc lên trần trụi bên ngoài da thịt trong trắng lộ hồng, khuôn mặt càng là tinh xảo vô hạ, thuộc về loại kia ngàn dặm mới tìm được một đỉnh cấp mỹ nhân. Nàng liền là thương lam quốc tam công chúa, cơ hồng tuyết. Người mặc ra hổ áo khoác nam tử nhìn thấy mỹ nhân như vậy, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, tựa hồ đối với hồng nhan bạc mệnh cái từ này có lĩnh ngộ sâu hơn. Cơ hồng tuyết nhìn thấy tráng hán ra hổ bên trên kia kỳ dị hoa hồng, nhan lấy lông mày, nhẹ giọng mở miệng hoa nở bỉ ngạn vốn không bờ, hồn lạc phong xuyên còn tại xuyên ngươi là bỉ ngạn các địa cấp sát thủ thiên cấp, tráng hán nói. cơ hồng tuyết lông mi thật dài run dày, 300 tên lính trực tiếp sắc mặt đại biến, có trên mặt thậm chí đã hiện đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bỉ ngạn các là ngăng qua 10 cái quốc gia loại cực lớn sát thủ tổ chức, bọn chúng phái ra thiên cấp sát thủ, thực lực đặt ở bất kỳ một cái nào cỡ nhỏ quốc gia đều là đỉnh cấp đồng thời đều là bảo trì nhiệm vụ xác xuất thành công trăm phần trăm đỉnh cấp cường giả thiên cấp sát thủ a vương huynh thật là để mắt ta cơ hồng tiết đắng chát cười một tiếng tráng hán bay xuống mặt đất đem tám thước huyền thiết cự kiếm kéo lên đã ngươi đã biết rõ là ai sai khiến ta tới ta cũng không cần nhiều lời người giết ngươi bỉ ngạn các thiên cấp sát thủ bá hổ mời cơ hồng tiết tam công chúa chịu chết siêu Bá hổ lấy cực nhanh tốc độ xông vào đối phương 300 tên lính trong chiến trận, huyền thiết cự kiếm gào thét sinh phong, bỗng nhiên vung lên. Liền đem hơn 10 người người mặc thép thiết giáp trụ binh sĩ bổ đến áo giáp lõm vỡ tan, thân thể bay thẳng lên bầu trời, ngã xuống mặt đất đã triệt để đoạn khí. Bảo hộ công chúa, giết A. À những binh lính này là công chúa dòng chính bộ đội, coi như địch quân là bỉ ngạn các thiên cấp sát thủ, vẫn như cũ hung hãn, không sợ chết hướng tên kia tráng hán trùng sát. Bá hổ như máy ủi đất, một đường quét ngang, tùy ý vung lên kiếm liền là 10 cái binh sĩ mất mạng. Phải biết những này công chúa dòng chính tinh binh yếu hơn nữa cũng là có thể dùng một chống trăm cường giả, nhưng ở bá hổ trước mặt lại cùng binh lính bình thường không có gì khác biệt vẫn như cũ là một kiếm mười cái vung mười mấy kiếm liền có thể đem đối phương toàn diệt bốn cao thủ nhìn nhau một cái đồng thời công hướng bá hổ trường kiếm trong tay bắn ra cực kỳ sắc bén kiếm khí bọn hắn đều là trong chốn võ lâm đỉnh cấp cao thủ có thể chân khí ngoại phóng tạo thành to lớn lực phá hoại tạp toái đến bao nhiêu đều là vô dụng bá hổ nhìn thấy vọt tới bốn cao thủ, cười ha ha một tiếng, trong tay huyền thiết cự kiếm đột nhiên bị kim quang bao phủ, dùng càng thêm bá đạo khí thế chém về phía bốn người kia. Một người trong đó gặp cự kiếm chém tới, lúc này giơ kiếm ngăn cản, sau đó, phanh, một tiếng, kiếm gãy, người cũng bị chém thành hai đoạn. Bá hồ tiếp tục vung kiếm, một kiếm một cái, một kiếm một cái bốn cao thủ rất nhanh toàn bộ bị chém thành hai đoạn còn lại binh sĩ trèo trống không đến một phút cũng toàn bộ bị chém chết hai cốt chảy rộng máu chảy đầy đất huyết tinh tại hoang dã tràn ngập bá hổ đạp trên ngã xuống đất binh sĩ thi thể từng bước một đi hướng cơ hồng tuyết thật là một cái yêu tú a cứ như vậy giết chết thật đáng tiếc hắn tại nữ tử linh lung gợi cảm thân thể mềm mại phía trên di truyền cơ hồng tiết nện bước bước liên tục tới gần bá hổ một đôi thu thủy nhãn mâu dần dần trở nên sinh động có thần ngữ khí xốp giòn mị câu có người nói thật không nghĩ tới bá hổ đại ca cũng là người thương hương tiếc ngọc đâu bá hổ nhìn qua đi đến trước người cơ hồng tiết thân thể đột nhiên trở nên có chút nóng một cái to gan ý nghĩ xông lên đầu và URL bằng window location Herep, window puppy giới tác bằng window Papi giờ Tác, Windows, Papi Giơ Us, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL. Đúng lúc này, hồng quang lóe lên. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Hắn nhìn thấy một vòng sát khí lạnh thấu xương phong mang, vậy mà hướng lồng ngực của hắn đâm tới, tốc độ cực nhanh. Dùng kiếm về đỡ đã tới đã không kịp gần như cũng là kia một cái chớp mắt ra ngoài sát thủ bản năng bá hổ dùng tay ngăn tại ngực phía trước nhanh chóng lùi về phía sau cơ hồng tuyết cầm trong tay xích hồng dao găm thân như phi yến nhanh chóng đuổi theo dao găm hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm hồng mang phốc phốc phong mang đâm xuyên qua bàn tay một đường thúc đẩy nhưng cũng tại lúc này cơ hồng tiết cảm thấy một trận khó nói lên lời cự lực trở ngại bắn vọt nàng dao găm lại bị thu nạp bàn tay gắt gao kiềm chế bàn tay kia bị đâm đến máu me đầm đìa lại không nhúc nhích tí nào gắt gao nắm chặt lưỡi đao làm sao có thể cơ hồng tiết ngây ngẩn cả người trên mặt rốt cục hiện ra một vòng tuyệt vọng hắc hắc thật không nghĩ tới ngoại giới truyền ngôn yếu đuối tam công chúa lại là huyền thể lục trọng người tu đạo kém chút tự bại a khí tức ẩn tàng đến thật tốt bá hổ nhìn qua nữ tử trước mắt đột nhiên ánh mắt hung ác nhe răng cười một tiếng đáng tiếc ta là huyền thể bát trọng nắm đấm ầm vang mà tới trực tiếp đập trúng nữ tử phần bụng bành khí lãng khuấy động Cơ hồng tiết bị một quyền đánh cho thổ huyết bay ngược mấy chục mét, đem sau lưng kiệu hoa đâm đến nhão nhoẹt, lúc này mới cực kỳ chật vật lăn xuống mặt đất. Hồng y nữ tử kỳ ánh mắt sắc bén dần dần trở nên hôi bại, trên mặt hiển hiện vẻ tuyệt vọng, cơ hội chỉ có một lần, nàng bỏ qua, liền không có phản sát cơ hội, lại đem ta làm bị thương. Người nói ta làm như thế nào báo đáp ngươi đây, bá hổ cười lạnh từng bước một đi hướng ngã xuống đất hồng y nữ tử, trong mắt nóng bỏng mang theo xâm lược ánh mắt ở trên người nàng dao động. Lúc đầu nghĩ một kiếm giải quyết mục tiêu, nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý, công chúa cho hắn kinh hỉ, hắn tự nhiên cũng phải cấp công chúa một chút kinh hỉ. Cờ hồng tiết mím chặt cánh môi, trong tay dao găm run rẩy nàng còn lại cái cuối cùng lựa chọn vì không bị địch nhân nhục nhã lời đầu tiên ta kết thúc nhìn xem càng ngày càng gần bá hổ nàng rốt cục hạ quyết tâm cầm lấy dao găm tự hướng chính mình trái tim đâm tới cũng tại thời khắc này trên trời cao đột nhiên xuất hiện to lớn chỗ trống oanh bạch mang như kinh lôi thiểm lạc rơi vào bá hổ phía trước năng lượng ầm vang nổ tung Bá hồ kêu thảm một tiếng, to lớn thân thể bị bạo tạc dư ba đánh bay. Cờ hồng tuyết kia cầm dao găm ngượng tay sinh dừng lại, đôi mắt đẹp trừng trừng, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, một cái rất đặc biệt suy đoán không khỏi sông lên đầu. Anh hùng cứu mỹ nhân đúng. Nhất định là anh hùng cứu mỹ nhân cái nào nữ tử không nghĩ tại nhất lúc tuyệt vọng lại có một cái anh hùng chân đạp thất thải tường vân mà đến cứu vớt nàng tại trong nước lửa cái này hoang đường ý nghĩ vậy mà thành sự thật một cái hơi có vẻ hư nhược thanh âm cắt ngang cơ hồng tiết mơ mang khụ 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 đây chính là phàm giới sao đừng nói tiên khí tự liền linh khí đều như thế mỏng manh hỏng bét muốn hít thở không thông một cái thiếu niên áo trắng dùng một cái hình chữ đại gia ghé vào lõm trên mặt đất đầu tóc rối bời hơi thở mong manh nói cơ hồng tiết mở ra phấn nộn miệng nhỏ có chút khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này của ta cái thế anh hùng như thế nào là nằm sấp anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản có vẻ như cùng trong tưởng tượng không giống cơ hồng tiết tại ngắn ngủi cuồng hỉ về sau lại lâm vào tuyệt vọng nàng đã thấy rõ ràng thiếu niên kia tu vi, vẻn vẹn huyền thể kỳ đệ tam trọng ta thật không phải là tiên nhị đại minh nguyệt địa thượng xương ba phần, không thể nhiều hơn nữa. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. An bất lãng theo lõm mặt đất bò lên, phủi bụi trên người một cái, một đôi sáng rực hai mắt tò mò đánh giá bốn phía, phẳng phất vừa mới ra đời tiểu bảo bảo. Đối trên thế giới hết thảy sự vật đều cảm thấy hiếu kỳ hắn thấy được một bộ áo đỏ cơ hồng tuyết vóc người có chút phổ thông nhưng coi như thuận mát hắn lại nhìn một chút bị hắn xuất khí hạ xuống không cẩn thận đánh bay bá hổ kia một mặt dữ tợn cự xấu vô cùng ta có vẻ như quấy dày đến các ngươi an bất lãng nhìn thoáng qua bốn phía thi thể có chút khẩn trương nói hiện trường có chút huyết tinh an bất lãng không nghĩ tới đến một lần phàm giới tự gặp được như thế chuyện kích thích chạy mau nơi này nguy hiểm, cơ hồng tuyết gấp giọng nói. Nàng đối cái bộ dáng này thanh tú thiếu niên rất có hảo cảm, đặc biệt là kia một đôi đen nhánh sáng rực hai con ngươi, phẳng phất thế gian tinh khiết nhất bảo thạch. Để nàng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đẹp như vậy thiếu niên, tuyệt đối không thể vô ích chết ở chỗ này ha ha thấy được ta bá hổ giết người còn muốn còn sống rời đi nơi này bá hổ theo trên mặt đất bò lên nhấc lên vết máu lốm đốm nhuốm máu cự kiếm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chặp an bất lãng kéo ra một cái nụ cười tàn nhẫn mặc dù không biết ngươi là ai nhưng ngươi rất không may thấy được ta cùng đám người này cùng một chỗ mai táng ở chỗ này đi cái này đột nhiên đến thiếu niên áo trắng, tu vi vẻn vẹn huyền thể cảnh đệ tam trọng, nghĩ đến cho dù có bối cảnh cũng sẽ không rất lớn. Bá hổ giết chức cao trọng quyền người có nhiều lắm, nơi nào sẽ quan tâm một cái không rõ lai lịch tu sĩ tính mệnh. Người nhất định phải giết ta an bất lãng chớp chớp đẹp mắt con mắt, nhiều hứng thú hỏi. Hắn vốn đang là có chút không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng ít ra có thể xác nhận xong phương thiện ác trận doanh. Ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Mau trốn a! À. Cờ Hồng Tuyết nhìn thấy An bất lãng còn đần độn đứng tại chỗ, thậm chí đang gây hấn với Bá Hổ, tức giận đến thụ thương thân, thể khí huyết cuồn cuộn lại phun ra một ngụm máu tươi. An bất lãng thấy cảnh này cảm động càng sâu. Vị này Đại tỷ tỷ mặc dù vóc người không tính thật xinh đẹp, nhưng tâm địa rất tốt, vậy mà lại vì An nguy của hắn mà tức giận đến thổ huyết, chỉ riêng điểm này hắn liền không thể đối với chuyện này bó tay đứng ngoài quan sát ha 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 cái này tiểu tử ngốc nhìn thấy ta sợ là liền đường cũng đi không được rồi a à. bá hổ trông thấy sững sờ tại nguyên chỗ an bất lãng cười gần nói yên tâm ta hội một kiếm đập bạo đầu của ngươi không có chút nào đau bá hổ bước chân đạp mạnh cả người như như đạn pháo bắn ra trong tay huyền thiết cự kiếm phá toái hư không hung hăng hướng an bất lãng đầu vỗ tới mang theo khí kình thậm chí ở chung quanh nhấc lên cuồng phong. Cơ hồng tiết thậm chí đều không đành lòng trước mắt cảnh tượng như vậy thanh tú đẹp mắt thiếu niên, liền bị tại chỗ đập không còn đầu, chàng diện thực sự quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà, ngay tại cự kiếm bên trong an bất lãng chỉ có một thước thời điểm, an bất lãng xuất thủ, lấy tay làm đao, trực tiếp đập vào trên lưỡi kiếm bá hổ phản ứng đầu tiên là đối phương điên rồi cũng dám tay không tiếp giao sắc làm thiên cấp sát thủ chưa từng bị qua bực này khinh thị lúc này hét lớn một tiếng bát trọng huyền thể uy thế bộc phát dùng càng thêm uy mãnh khí thế đập xuống toái nguyệt an bất lãng tay chụp lên sáng bạch nguyệt sáng trói đối uy thế kinh người huyền thiết cự kiếm nhẹ nhàng vỗ phanh một tiếng vang giòn Tại Bá Hổ ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn vô kiên bất tồi cự kiếm, lại bị An Bất Lãng dùng tay bổ đến đứt gãy thành hai đoạn. Kinh khủng lực phản chấn, để hắn miệng hổ thốn liệt. Trích tinh, An Bất Lãng tay không có ngừng, nhanh như một đạo thiểm điện, đem đoạn nhận dùng ngón tay tiếp được, sau đó lượn vòng ném bắn đi ra. Bay ra ngoài đoạn nhận nhanh như lưu tinh, nhanh đến Bá Hổ căn bản không kịp tránh né. Phốc phốc một cái đầu lâu bay về phía bầu trời. Bá hồ kia hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc mới ra trên mặt khí cơ tự triệt để đoạn tuyệt. Gọn gàng mà linh hoạt nhất kích tất sát. Thiên địa trở nên yên tĩnh trở lại. Chỉ có một hồng y nữ tử chừng lớn hai con ngươi, ngây ngốc nhìn xem vừa mới xảy ra chuyện gì một cái bát trọng huyền thể kỳ cường giả, bị một cái tam trọng huyền thể kỳ tiểu tu sĩ cho miểu sát là ta xuất hiện ảo giác, vẫn là thế giới này điên rồi và URL bằng Windows. Ta thật không phải là tiên nhị đại minh nguyệt địa thượng xương một cái kỳ quái vừa thần bí người. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Cơ hồng tiết phát phì cười nàng dù nói thế nào cũng là thương lam quốc nổi danh mỹ nữ tại quốc dân trong mắt liền là nghiêng nước nghiêng thành nữ thần an bất lãng vậy mà nói nàng chỉ có ba phần hơn nữa còn là thang điểm một trăm nếu không phải xem ở an bất lãng là nàng ân nhân cứu mạng phân thượng nàng đã sớm xuất thủ đánh người ha ha trách ta dáng dấp quá khó nhìn quên khăn che mặt cay đến con mắt của ngài cơ hồng tiết ngoài cười nhưng trong không cười nói không khó coi không khó coi dung mạo ngươi rất vừa mát an bất lãng tự biết không cẩn thận lại kích thích đến vị này cao quý công chúa vội vàng bổ cứu nói cơ hồng tiết giật giật khóe miệng đối phương có vẻ như dùng dáng dấp thuận mắt cái từ này tới dỗ dành nàng kỳ thật cũng không phải là an bất lãng cố ý đả kích nàng hắn chỉ là không cẩn thận nói lời nói thật mà thôi bên cạnh hắn một mực là các loại nhan giá trị cao tới đáng sợ tiên tử, trong lúc vô hình đem hắn thẩm mỹ trần nhà nhắc đến cực cao. Tự nói ví dụ trước đó tới tìm hắn từ hôn Hàn Nguyệt Lăng, trời sinh tiên Hàn Đạo Thể, băng cơ Ngọc Phu, thần Quang Tự Thành, Đạo Vận Như Liên, còn có được 10 vạn năm vừa gặp thánh phẩm Hàn Linh Can. Thần nữ bảng xếp hạng thứ 9, là 10 đại thánh vực bên trong đỉnh tiêm thần nữ nếu là tương lai phát dục tốt một chút, tranh cái đứng đầu bảng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, khi đó nàng tại an bất lãng trong lòng cũng vẻn vẹn 80 điểm tả hữu Sở dĩ, cơ hồng tuyết chỉ có 3 phần, là có thể lý giải. Ta còn có việc gấp muốn làm, an bất lãng đạo hữu nếu không ngươi lưu cái phương thức liên lạc, ta ngày sau mới hảo hảo báo đáp ngươi, cơ hồng tuyết lại nói. Ta không có phương thức liên lạc, an bất lãng bất đắc dĩ nói vậy ngươi tông môn ở nơi nào, ta ngày sau ổn thỏa đến nhà bái tạ, cơ hồng tiết lại nói. Cái này, ăn bất lãng trần chờ một lát. Nhà hắn tại tiên vực tiên đế cung, toàn bộ đại lục tối cao thần thánh nhất địa phương, cơ hồng tiết nếu là muốn đến nhà bái tạ, nhất định phải trước độ kiếp thành tiên. Dạng này có lẽ có điểm quá khó xử đối phương, thực không dám giấu giếm, ta nhưng thật ra là một cái không nhà để về người không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dựa vào cũng không có bất kỳ cái gì tài vật duy nhất có tự chỉ còn lại trên thân món này y phục ăn bất lãng lắc đầu thở dài nói cơ hồng tiết ngây ngẩn cả người nàng nhìn xem khuôn mặt đắng chát thanh tu thiếu niên trong nháy mắt não bổ thiếu niên bởi vì phạm phải sai lầm lớn bị tu tiên đại tông vứt bỏ trở thành tông môn khí đồ cuối cùng không có gì cả bi thảm kinh lịch suy đoán này cũng vừa tốt giải thích thiếu niên vì sao giành giành như thế cường đại lại dùng chật vật tư thái đột nhiên từ trên trời giáng xuống đồng thời còn cố chấp như thế tại tài vật là nguyên lai an bất lãng là tu tiên đại tông tông môn khí đồ một cái không có gì cả người đáng thương không có chuyện gì đều đi qua cơ hồng tiết rũi da nhỏ bé trắng ngọc thủ vỗ vỗ an bất lãng bả vai ôn nhu an ủi từ nay về sau thương lam vương thất chính là của ngươi dựa vào coi như ngươi muốn bái nhập trong nước cái khác tu tiên tông môn ta cũng có thể vì ngươi dẫn tiến an bất lãng bị cơ hồng tiết chân thành tha thiết cảm động đến trở tay nắm chặt cơ hồng tiết trơn mềm ngọc thủ gật đầu nói cảm ơn cơ hồng tiết còn là lần đầu tiên bị xa lạ nam tử nắm chặt hai tay không khỏi khuôn mặt đỏ lên tranh thủ thời gian rút tay về nói đã ngươi không có nhà để về không bằng trước hết đi theo ta hành động đi về sau ta cho ngươi thù lao ngươi là đi hay ở lại mới quyết định an bất lãng lại cầm cơ hồng tuyết rụt về lại trơn mềm trắng nõn ngọc thủ cảm động nói tốt cơ hồng tuyết ta chỉ là cái ba phần nữ tử đáng giá ngươi dạng này chấm mút sao đây chính là oan uổng an bất lãng kia là chấm mút sao hắn chỉ là vui mừng dùng loại phương thức này biểu đạt cảm tạ mà thôi dù sao, có cái tiểu thổ hào có thể để hắn ăn nhờ ở đậu, cớ sao mà không làm đâu cơ hồng tiết tự tay đem chết đi binh sĩ toàn bộ mai táng, còn cần dao găm tại bá hổ trên thi thể chọc lấy mấy đao. Để hắn phơi thay hoang dã, vị này bộ dáng yếu đuối vũ mị, kỳ thực cực kỳ cương liệt nữ tử. Làm xong đây hết thảy về sau, liền cùng an bất lãng bắt đầu đồng hành hành trình. Trên đường, cơ hồng tuyết vẫn là rất vui vẻ, nàng nhìn ra được an bất lãng thực lực cường đại, đồng thời tâm địa không xấu. Có dạng này một vị có thể miểu sát thiên cấp sát thủ tồn tại, làm đồng bạn của nàng một đường đồng hành, an toàn của nàng hệ số có thể nói tăng lên tới mắc cấp, cảm giác an toàn tràn đầy. A à nghĩ không ra ta đường đường công chúa của một nước, vậy mà tại một thiếu niên trên thân thu được cảm giác an toàn, cơ hồng tuyết có chút cảm khái nói ngươi thiếu một bức ông cụ non dáng vẻ, chẳng phải lớn hơn ta ba tuổi à, ăn bất lãng lườm bên cạnh nữ tử một chút, lắc đầu nói. Cơ hồng tiết nhíu mày dịu dàng nói. Nữ lớn ba, ôm gạch vàng. Hơn ngươi ba tuổi, nhưng so sánh ngươi có giá trị nhiều, an bất lãng cười nói. May mắn ngươi không phải lớn hơn ta ba mươi tuổi, đại ba mươi tuổi, thì thế nào, cơ hồng tiết nhíu mày nói. Và URL bằng Windows. Location, Herep, Window, Puppy tác bằng Window, Puppy tác, Window, Puppy giờ tác, Push, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL, nữ lớn 30, đưa Giang Sơn, An Bất Lãng nói. Cờ hồng tuyết, nữ lớn 300, đưa kim đan, nữ lớn 3.000, đứng hàng tiên ban, an bất lãng đã hoàn toàn khẩu này, phối hợp nói. Cơ hồng tiết nghe được có chút mộng, thầm nghĩ cái này nhìn rất có bối cảnh thiếu niên, làm sao nói là cái dạng này, không có cố kỵ sao cũng chính là ăn bất lãng chăm không cố kỵ. Hai người cứ như vậy có một câu không có một câu chỗ trò chuyện, bầu không khí không hiểu có chút hòa hợp, bọn hắn cùng một chỗ vượt qua sơn Việt lĩnh. Hướng phía thương Lam quốc đệ tam đại thành thu nguyệt thành phương hướng đi đến. Cờ hồng tuyết cũng không phải là loại kia nuông chiều từ bé, không chịu khổ nổi công chúa, tương phản, nàng trên đường đi còn đặc biệt chiếu cố an bất lãng. Đồng thời một đường dễ dàng tha thứ lấy an bất lãng tố chất thần kinh. Hồng tuyết tỉ, mau nhìn trước mặt cái này một mảng lớn rừng cây, rừng cây thế nào, những này cây đều tốt thấp a à, ha ha. Hồng tuyết tỉ, đây là cỏ gì? Cái này gọi hầu đào thảo. Hồng tuyết tỉ, đây là hoa gì? Loại này hoa rất phổ biến đi, gọi từ đằng la hoa. Hồng tuyết tỉ, đây cũng là cái gì đáng yêu động vật trời ạ? Người liền lợn rừng đều chưa thấy qua trên đường đi. An bất lãng phẳng phất hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi lung tung này kia, hỏi vẫn là một chút rất thường thức liền tiểu hài đều biết vấn đề cái này khiến cơ hồng tiết nghiêm trọng hoài nghi đối phương có phải hay không bế quan tu luyện tu xỏa, thậm chí ngay cả như vậy phổ thông sinh linh đều không nhận ra. Bất lãng, đây là chúng ta thương lam đế quốc đệ nhị núi cao, phi long sơn. Cơ hồng tuyết chỉ về đằng trước một tòa cao vút trong mây sơn phong, đắc ý nói, phảng phất muốn cho cái này chưa bao giờ thấy qua việc đời đồ nhà quê một lần chấn nhiếp tâm hồn thể nghiệm đệ nhị núi cao như thế thấp a à, an bất lãng đập đi lấy miệng cơ hồng tuyết hồng tuyết tỷ ta đói bụng an bất lãng lại nói tốt ta đi cấp ngươi đánh dã cơ hồng tuyết bất đắc dĩ nói rất nhanh cơ hồng tuyết đánh một cái thỏ tử thỏ thỏ đáng yêu như thế chúng ta thật muốn ăn nó sao an bất lãng nhìn thấy không ngừng dẫy giụa đáng yêu thỏ tử có chút không đành lòng cơ hồng tuyết liếc mắt tức giận nói có thể ăn thỏ thỏ mới đáng yêu, không thể ăn thỏ tử không người ái, một lát, bởi cơ hồng tiết tự tay nướng thỏ tử mới vừa ra lò. Hai người ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, nghe kia mê người nướng mùi thơm. Ăn bất lãng nếm thử một miếng. Thật là thơm, cơ hồng tiết thấy thế thở dài một hơi ta luôn cảm thấy hai chúng ta nhân vật thay đổi rõ ràng là hẳn là nhà trai đánh chỉ thỏ tử tự tay nướng cho ta ăn ta lại đối với hắn tay nghề khen không dứt miệng nhớ mãi không quên mới đúng ta làm sao thành cái kia nướng thỏ tử người an bất lãng không để ý tới cơ hồng tiết phiền muộn phàn nàn lại cắn một cái đùi thỏ a à, loại này thịt rừng có một phong vị khác a à. chúng ta bắt càng nhiều đáng yêu thỏ tử nướng đến ăn đi không đúng là ngươi tay càng nhiều thỏ tử nướng đến cùng một chỗ ăn đi cơ hồng tiết tức giận đến kém chút đem thỏ nướng đập đây là được voi đòi tiên a không có chút nào cảm giác tội lỗi mà đưa nàng đường đường tam công chúa làm đồ nướng sư a nhưng mà cơ hồng tiết đang tức giận đồng thời cũng cảm giác được có loại đặc biệt nhẹ nhõm cảm giác cùng an bất lãng ở chung rất dễ dàng quên thân phận của mình Phẳng phất đối phương căn bản không quan tâm nàng là thân phận gì địa vị gì người. Loại cảm giác này, hẳn là bằng hữu cảm giác A à nghĩ tới đây, xuân xanh 19 tam công chúa, trong lòng không khỏi vì đó có chút mừng rỡ. An bất lãng ăn thỏ nướng, nhìn thấy cơ hồng tiết đột nhiên phẫn nộ, lại đột nhiên nhẹ nhõm cười lên biểu lộ, dọa đến thỏ con chân đều kém chút đi trên mặt đất. Nương nói lời quả nhiên không sai, nữ nhân mặt liền là trời tháng sáu, thay đổi bất thường. Ta thật không phải là tiên nhị đại minh nguyệt địa thượng xương quấn vào một kiện rất có ý tứ sự tình bên trong. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Hai người ăn xong thỏ nướng, tiếp tục vượt qua sơn Việt lĩnh. Dãy núi này coi như tương đối an toàn, cũng không có cái gì hung thú ẩn hiện dựa theo bọn hắn tốc độ đi tới, cơ hồng tuyết đoán chừng chỉ cần 3 ngày liền có thể đến Thu Nguyệt Thành. Bọn hắn đi 300 dặm lộ trình, cũng đã là đêm khuya, cơ hồng tiết quả thực có chút mỏi mệt, tựu đề nghị nghỉ ngơi trước đến trời sáng, lại tiếp tục đi đường. An bất lãng không quan trọng, hắn dù sao liền là đến tìm kiếm bản thân, cũng không vội mà làm gì, liền gật đầu đồng ý hai người tìm một khối đất trống chặt một chút củi giấy lên đống lửa sau đó tự ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh nhìn xem đống lửa đôm đốp rung động ấm áp nhiệt độ tại lành lạnh trong bóng đêm lộ ra phá lệ khó được còn có loại không hiểu cảm giác ấm áp an bất lãng ngẩng đầu nhìn về phía đêm tối đầy sao như biển ánh trăng sáng trong từ nơi này địa phương xem tinh không lộ ra phá lệ cao a phẳng phất xa không thể chạm bảo thạch không giống tại tiên đế trong cung ngôi sao đều sáng nhất mà lại có ngôi sao tại dưới chân có ngôi sao tại thiên thượng mỹ lệ là mỹ lệ nhưng đều phảng phất đều có thể có thể đụng tay đến cự ly mới có thể sinh ra đẹp nhìn như vậy ngôi sao cũng không tệ an bất lãng gối lên hai tay nằm trên đồng cỏ mỉm cười nói Nhìn như vậy ngôi sao ngươi còn có thể thế nào ngắm sao, không đều là nhìn như vậy ngôi sao sao, cơ hồng tuyết nghiêng đầu, đem đôi mắt đẹp liếc nhìn an bất lãng. Đống lửa quang mang chiếu vào nàng như tiết trên gương mặt, phảng phất độ lên một tầng vầng sáng, lộ ra phá lệ xinh đẹp động lòng người. An bất lãng chừng mắt nhìn, đổi tư thế, dùng tay nâng cái đầu, con mắt nhìn về phía đêm tối. Ta còn có thể nhìn như vậy ngôi sao? sau đó hắn lại nằm ở trên mặt đất, hai tay chống cầm, hai mắt liếc nhìn đêm tối. Ta cũng có thể nhìn như vậy ngôi sao, cơ hồng tiết thấy thế liếc mát. Nhàm chán, an bất lãng đi hướng cơ hồng tiết, dùng đầu gối lên nữ tử hương mềm bắp đùi thon dài bên trên. Ta còn có thể nhìn như vậy ngôi sao, chỉ là có chút cản tầm mát. Hắn phát hiện cái góc độ này, cơ hồng tiết bộ ngực tròn trịa, có cái hoàn mỹ đường cong, che khuất nửa bên tinh không? cơ hồng tiết trợn mắt hốc mồm đại não xuất hiện ngắn ngủi trống không sau đó liền là lôi đình tức giận cút nàng một bàn tay đánh bay an bất lãng ôi an bất lãng bụng mặt lăn đến mặt cỏ một bên khác ủy khuất nói ngươi đánh ta làm gì ngươi ngươi lại còn có mặt hỏi cơ hồng tiết ngực tức giận đến kịch liệt chập trùng khuôn mặt trắng noãn phiếm hồng tay run dày chỉ vào an bất lãng lưu manh an bất lãng như có điều suy nghĩ tại phàm giới dùng đầu gối nữ hài tử đùi, là đùa nghịch lưu manh, hắn tại tiên giới thường xuyên gối tiên nữ tỷ tỷ bắp đùi nha. Thật xin lỗi, ăn bất lãng đột nhiên cúi đầu, nghiêm túc xin lỗi. Cờ hồng tuyết còn tưởng rằng ăn bất lãng hội chống chế vài câu, lại không nghĩ rằng ăn bất lãng càng như thế dứt khoát cúi đầu xin lỗi, lúc đầu rất tức giận nàng nhìn thấy nam tử như thế thành khẩn chân thành tha thiết bộ dáng lại có ta không tiện phát tác nữ tử đành phải tiếp tục ngồi tại đống lửa bên cạnh phụng phịu thiếu niên này thực lực cao đến dọa người làm sao như thế không đứng đắn còn an bất lãng sợ là an lãng đi đăng đồ lãng tử an bất lãng nhìn thấy cơ hồng tuyết nhếch miệng nhỏ một mặt không cao hứng mới biết được chính mình trước đó như thế ngắm sao đến cùng phạm vào thêm sai lầm nghiêm trọng tranh thủ thời gian hướng về phía trước nói đừng nóng giận là lỗi của ta người nói muốn thế nào mới có thể không sinh khí a à? cơ hồng tiết vốn còn muốn sinh khí con mắt hơi chuyển động lại nói như vậy đi ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề ta tự không tức giận được thôi ngươi hỏi đi an bất lãng nói và URL bằng window location herb window puppy giới tác bằng window puppy giới tác window Papizeta, Pus, Puszone 7254 X, BGSSP 7254 U UAL Cờ hồng tuyết khó được có cơ hội tìm kiếm thiếu niên thần bí bí mật trong lòng có chút khẩn trương cùng kích động lại xích lại gần một chút An bất lãng Tiểu Mễ Mễ nói Thành thật khai báo ngươi là cái nào Tông môn đệ tử nha không phải Tông môn ta ở nhà tu luyện An bất lãng Thành thật nói ở nhà tu luyện cơ hồng tiết chấn kinh, cái này cùng nàng trong tưởng tượng không giống, vậy ngươi phụ mẫu nhất định rất lợi hại, an bất lãng cười nói. Hoàn toàn chính xác lợi hại, liên quan đến người nhà bí mật, cơ hồng tiết cũng không thâm cứu, chỉ là có chút cảm khái nói. 16 tuổi liền có thể giết chết bỉ ngạn các thiên cấp sát thủ, vẫn là tam trọng huyền thể vượt cấp thuấn sát bát trọng huyền thể cường giả, nếu không phải tự phát sinh ở trước mắt ta ta thật không dám tin tưởng an bất lãng nháy nháy mắt cười không nói cảnh giới tu hành chia làm huyền thể nạp linh thiên nguyên thần hải vấn đạo độ kiếp sáu đại cảnh giới huyền thể kỳ có nhất đến cửu trọng theo dẫn linh khí nhập thể không ngừng ngưng luyện khí huyết rèn đúc gân cốt mở rộng kinh mạch liền sẽ càng ngày càng mạnh nếu là cơ hồng tuyết biết được hắn vừa mới lúc xuất thế liền có thể dùng một cái bập bẹ phun chết huyền thể cửu trọng cường giả không thông báo làm cảm tưởng gì an bất lãng tiên thiên hỗn độn tiên thể một tuổi nạp linh ba tuổi thiên nguyên năm tuổi thần hải mười tuổi vấn đạo mười lăm tuổi bước vào độ kiếp chi cảnh mười sáu tuổi bị cha hắn một bàn tay đánh về huyền thể cảnh cha hắn nói hắn đột phá quá nhanh không thích hợp độ kiếp sau đó để hắn trọng tu nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lại không cao hít một tiếng. Thần mẹ nó trọng tu, đầy quả thực là mai kia trở lại trước giải phóng, 16 năm tâm huyết nước chảy về đông. Mấu chốt là an bất lãng liền phản kháng chỗ trống đều không có, ngoại trừ a a a a a, tự chỉ còn lại a a a a a cho nên nói ngươi rời nhà đi ra ngoài xem ngươi biểu lộ ngươi là nhớ nhà a à, cơ hồng tuyết nhớ tới an bất lãng trước đó nói qua không nhà để về lại nhìn thấy hắn giờ phút này phiền muộn u buồn bộ dáng lập tức liên tưởng đến phương diện này an bất lãng nói đích thật là rời nhà trốn đi bất quá ta nhưng không có nhớ nhà ta còn muốn ở bên ngoài lãng không đúng ta còn muốn nhìn xem thế gian này phồn hoa làm ta chân chính chính mình Thực hiện bản thân giá trị, cơ hồng tiết chớp chớp đôi mắt sáng, cảm giác lời này rất giả dối. Vậy ngươi dự định làm cái gì, cơ hồng tiết lại hỏi. Không biết, tới trước chỗ xem một chút đi. An bất lãng cảm thấy phàm giới chỗ nào đều rất mới lạ, trước mắt khẳng định dùng các loại tham quan thể nghiệm làm chủ. Cơ hồng tiết hai con ngươi dần dần sáng rực, phản chiếu lấy thiếu niên bạch y như tiết thân ảnh, một tay trống cầm cười yếu ớt nói đã dạng này, người trước tiên làm bản công chúa hộ vệ thế nào bao ăn bao ở, địa vị tôn sùng, chức cao lương cao, an bất lãng duỗi ra một ngón tay. Còn được thêm một cái điều kiện, ta tùy thời có thể dùng chọn rời đi, cơ hồng tiết thần sắc khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Được, tốt, như vậy, ta là hộ vệ, tam công chúa phải chăng nói với ta thoáng cái đến cùng là ai muốn giết ngươi, an bất lãng lại hỏi. Cơ hồng tuyết dù sao là một quốc gia công chúa, có ai sẽ như thế lớn mật muốn hành thích nàng đề cập chuyện này, cơ hồng tuyết trên mặt rốt cục hiển hiện một vòng yêu sầu. Nàng vốn là con ta trần chờ, nhưng nhìn thấy thiếu niên kia thanh tịnh có thần hai mắt, rốt cục lựa chọn tin tưởng, mở miệng nói. Kẻ muốn giết ta là ta vương huynh, cũng là đương triều thái tử. Ta nắm giữ hắn ý đồ mưu phản chứng cứ, hắn liền muốn muốn đem ta diệt chứ. Phụ Vương quyền lực đã ẩn ẩn bị giá không, không có năng lực ngăn cản vương huynh, ta muốn chạy tới Thu Nguyệt thành, đem phần này chứng cứ giao cho nắm giữ cường đại vũ lực nhị vương huynh." An Bất Lãng nghe cơ hồng tiết, hai mắt có chút tả sáng. Loại này kịch bản, mặc dù khuôn sáo cũ, nhưng tốt kích thích bộ dáng. Hắn đây là bị quấn vào một kiện đại sự bên trong sao?